Nghe lời trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 24 tháng 3 2019, chúng tôi đang có mặt ở tại Grand Fortune Restaurant. Và thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là cô Trương Vân Lan, cô là hội trưởng của hội Tây Ninh. Thưa cô, hôm nay trong những cái ngày đầu xuân này thì cô có chết thể cho mọi người cùng biết rằng cái mục đích và ý nghĩa của cái buổi ngày hôm nay là như thế nào thưa cô? Thưa anh, thì mỗi năm hội đồng hương Tây Ninh luôn luôn họp mặt để quý đồng hương có cơ hội thăm hỏi và gặp mặt nhau, bởi vì nhiều khi trong năm nó có những người không có tham dự được. Thì anh biết rồi, tất cả những cái hội đồng hương ở trên nước Mỹ của chúng ta đó thì tiệc tân niên là một cái buổi tiệc rất là quan trọng mà tất cả đồng hương và gia đình có thể tới để tham dự và thăm hỏi với nhau, bởi vì trong năm thì hay làm việc vất vả, không có cơ hội nhiều thưa anh. Dạ vâng, thưa cô, thì cái hội đồng hương Tây Ninh đến nay đó là được thành lập bao nhiêu năm rồi, và cái nhiệm kỳ của ban chấp hành lần này đó là từ năm nào đến năm nào thưa cô? Thưa anh, hội đã thành lập được 6 năm, tới năm nay là 6 năm. Và cái nhiệm kỳ đầu tiên hội trưởng là do bác sĩ nha khoa Trần Minh Khiết, và sau đó là Vân Lan được bầu vào chức hội trưởng năm 2014, nhiệm kỳ là 3 năm, thành thử ra đó là 2019 là sẽ bầu lại thưa anh. Dạ vâng, thưa cô, Tây Ninh là một cái tỉnh dọc biên giới với lại Miên, và như cô đã biết đó là ở Ba Chúc, ở vùng Tây Ninh đó, trong cái chuyện mà Bôn Bốt đó tấn công đó, thì có những cái điểm gì mà cô muốn nói với đồng bào để chia sẻ cái nỗi đau của người dân khi mà trong phong trào mà Biên Hòa gọi là cáp dồn đối với những người Tây Ninh Châu Đốc thưa cô? Thưa anh, Vân Lan là người Tây Ninh, sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh. Khi mà lớn lên, tức là ở tuổi teenager thì Vân Lan về Sài Gòn học. Như vậy, tuy nhiên vậy, cái tâm hồn và cái tình yêu thương của mình vẫn là cái nơi chôn nhau cắt rúng. Vào những cái dịp mà loạn lạc, và đặc biệt là cái biến cố ở từ Campuchia, thì chính gia đình Vân Lan có những người bà con tránh cái đạn cấp dù ở bên đó và cũng đã tị nạn. Thì thở nhỏ Vân Lan có theo cha mẹ vào những trại tị nạn của người dân mình để mà giúp đỡ cho họ khi họ mới trở về quê hương và lập nghiệp ở tại Tây Ninh. Dạ vâng, thưa cô, có một cái điều đó là chúng ta biết ở Tây Ninh đặc biệt có một cái tôn giáo đó là đạo Cao Đài. Thì cái hội đồng hương Tây Ninh đó có gắn bó với lại cái giáo phái Cao Đài này hay không? Và trước cái tình trạng đó là quốc doanh cái Cao Đài giáo ở trong nước, thì cái hội đồng hương Tây Ninh có những cái hoạt động nào để yểm trợ cho những cái Cao Đài mà trước năm 1975 không thưa cô? Kính thưa anh, thì hội Tây Ninh là đứng biệt lập giữa tôn giáo. Tuy nhiên, người Tây Ninh là thuộc đạo Cao Đài rất là nhiều. Chính thân phụ của Vân Lan cũng là thuộc Cao Đài, và một số em Vân Lan cũng là vô đạo Cao Đài. Kính thưa anh, là Cao Đài của mình trong lịch sử Việt Nam là luôn luôn nổi tiếng là những người chống cộng trực để. Chống cộng rất là nhiều. Và những cái tư tưởng đó, những cái lòng mà yêu quê hương, yêu tự do, công bằng, dân chủ, tất cả những điều đó đều đúng hết. Và chúng ta biết là cái tệ nạn về tôn giáo ở tại Việt Nam bây giờ, bất cứ một cái tôn giáo nào, từ Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Cao Đài thì cũng không ngoài thông lệ đó, đều bị cái nạn quốc danh rất là nặng. Và ở ngoài hải ngoại này thì tuy nhiên nơi nào cũng có chia ra nhiều nhiều thành phần, nhiều môn phái. Tuy nhiên chúng tôi là những người tị nạn cộng sản và luôn luôn là chống lại chế độ cộng sản tham tàn ác ôn. Bao nhiêu năm qua họ không đem lại được gì cho đất nước ngoài cái sự mà sắp sửa bán nước cho ngoại bang thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô. Cảm ơn người dân Lan. Dạ cảm ơn anh nhiều. Đại chú. Công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi xin tiếp gì tận sau, vì tương lai quân dân cùng sống và quyết tâm làm sao cho nơi sống từ đây luôn vững bền, dù cho thay vơi trên công sao thủ nước lấy bao đào đến bao. Can you see?
broad stripes and bright stars through the perilous fight. Sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn dựng nước và giữ nước của các bậc tiền nhân, tưởng nhớ đến sự hy sinh anh dũng của quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa cùng 58.000 binh sĩ đồng minh đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Đặc biệt chúng tôi mong muốn nhắc đến những người con của quê mẹ Tây Ninh đã có một thời đơn độc cùng một lúc chống hai kẻ thù chung, đó là thực dân Pháp và bọn Việt Cộng ở Hồ Thành. Những anh hùng đó giờ này đã nằm xuống, nhưng luôn luôn là ngọn đuốc soi đường cho những con em của thế hệ của quê mẹ Tây Ninh hôm nay. Quý vị dân cử, quý vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, quý thân hữu và quý đồng hương Tây Ninh, chúng tôi vô cùng hân hoan đón tiếp quý vị và cảm tạ sự hiện diện đông đảo của quý vị trong tiệc xuân kỷ hợi của Tây Ninh Đồng Hương Hội. Kính thưa quý vị, năm kỷ hợi đánh dấu 6 năm chúng ta đã họp mặt cùng nhau đón mừng những cái Tết viễn xứ kể từ ngày thành lập vào tháng 3 năm 2014. 6 năm cùng nhau vui đón những mùa xuân đầy tình đồng hương trên đất Mỹ, cùng thắt chặt tình thân của những người đồng xứ sở hay những thân hữu đã từng làm việc hoặc là từng thăm viếng Tây Ninh, một thành phố mộc mạc, hiền hòa nhưng đầy sinh động dọc biên giới Việt Miên, nổi tiếng linh thiêng với núi Bà Đen, với đất thánh long hoa của đạo Cao Đài và những rừng cây củ mì xanh mướt lá, với cái bóng nắng, với những cái nắng gai gắt quen thuộc của miền nhiệt đới Tây Ninh và những kỷ niệm đầu đời nơi chôn nhau cắt rốn chắc chắn suốt đời chúng ta mãi mãi không quên. Kính thưa quý vị, sang năm mới chúng tôi những thành viên trong ban cố vấn, ban giám sát và ban chấp hành không mong gì hơn là được sự tiếp tục gắn bó và xây dựng của đồng hương Tây Ninh một ngày thêm thăng hoa để duy trì và phát triển hội ngày một lớn mạnh. Kính mong quý đồng hương hãy tiếp tay cũng như kêu gọi con cháu, bạn bè cùng tích cực đóng góp vào những sinh hoạt của Tây Ninh Đồng Hương Hội, vào những buổi tiệc tân niên, những dịp picnic hè, đóng góp tài năng về văn hóa, kỹ thuật, văn nghệ, nhất là vào những công tác xã hội trong tình thương thân tương trợ của Tây Ninh Đồng Hương Hội. Song song với những đóng góp tích cực vào các lĩnh vực xã hội làm tăng sức mạnh và tiếng nói của người Mỹ tại Hoa Kỳ qua việc ghi danh đi bầu đông cử xứ nhằm mang lại những lợi ích cho cộng đồng người Việt tại quận hạt Santa Clara và các vùng phụ cận, ước mong rằng trong năm 2020 chúng ta sẽ có dịp thực hiện những chương trình đã hoạch định từ những ngày thành lập hội trong các công tác xã hội và văn hóa nói trên. Thưa quý vị, một lần nữa thay mặt Tây Ninh Đồng Hương Hội, chúng tôi xin cảm tạ các vị đại diện chính quyền dân cử luôn sát cánh với cộng đồng Việt Nam như ông dân biểu Ascara, bà Supervisor Cindy Chavez, ông giám sát viên Dave Tortesi, ông Kenton Chu. Kính thưa quý vị, đây là những vị đã confirm là sẽ có mặt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng nhân dịp này cảm ơn toàn thể quý vị đã có mặt ngày hôm nay, quý đồng hương của chúng ta, đặc biệt là cảm ơn tất cả các anh chị văn nghệ sĩ, cảm ơn tất cả những vị đại diện báo chí đã có mặt ngày hôm nay, và chúng tôi một lần nữa kính chúc tất cả quý đồng hương và gia quyến một mùa xuân kỷ hợi thật là đầm ấm, hạnh phúc, may mắn, yêu vui và được vạn sự như ý. Chúng tôi xin mời ông Ascara lên sân khấu để có một đôi lời. Oh, Angela, you're also here, so come and join us. Come, Angela. Kính thưa quý vị, cô Angela Nguyễn làm việc cho bà Congresswoman Joan Loughlin. Cô là người đồng hương Tây Ninh, là gia đình sinh quán ở tại Tây Ninh, quý vị.
lâu không gặp. Mặc dù có lẽ bạn đã bận rộn với gia đình, sự nghiệp, hay cảm thấy mệt mỏi trước áp lực của dòng đời, cũng có lẽ hoàn cảnh của chúng ta không giống nhau và có lẽ tính cách của chúng ta có đôi chút khác biệt. Nhưng cho dù thế nào, hãy tin tưởng tình bạn của hữu sinh và đồng hương Tây Ninh mãi mãi không phai mờ dài, không thay đổi. Thời gian qua, sân trường xưa đã trở thành vĩ vãng, nhưng mỗi lần nhớ lại thời đi học, ta lại xao xuyến bồi hồi xúc động. Chúng ta hụt hẫng khi nghe tin có người đã ra đi vĩnh viễn, và cũng vui mừng đón nhận những ân huệ của ơn trên đã dẫn dắt mọi người đã tìm đến với nhau. Cho ta duyên.